Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông cha ta thường có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghe mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ai sinh ra trong cuộc đời cũng đều mang một món nợ đối với cha mẹ, đó chính là công ơn sinh thành và dưỡng dục. Món nợ này có lẽ không thể trả sòng phẳng bằng tiền bạc, toan tính lãi lời thiệt hơn, mà chỉ có thể dùng chữ hiếu để vun đắp. Trời sinh mỗi người một tính cách, một vận mệnh khác nhau. Nhưng theo các chuyên gia về tử vi học, trong số 12 con giáp thì có 6 con giáp được đánh giá cao về sự hiếu thảo với đấng sinh thành. Cùng với đó, có 6 con giáp lại chính là chân mệnh thiên tử, mang lại hồng phúc, sự bình an và thịnh vượng cho gia đình. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là tuổi Mùi. Tính cách của những người tuổi Mùi được đánh giá là hài hòa, điềm đạm và hơn thế, họ sở hữu trái tim vô cùng nhân hậu, lòng bao dung vô bờ bến. Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với họ chính là cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng, gặp rồi lại muốn gặp nữa, nói chuyện lại muốn tâm sự nhiều hơn. Bản thân người tuổi Mùi rất coi trọng tình cảm, hết lòng yêu thương, chăm sóc và quan tâm tới người thân trong gia đình, đặc biệt là cha mẹ. Lòng hiếu thuận của họ nhiều tới mức chẳng thể dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả được. Sau khi trưởng thành, dù dựng vợ cả chồng, ở xa hay gần, lòng họ lúc nào cũng hướng về gia đình, cố gắng hết sức để làm tròn đạo hiếu làm con. Thế mới nói, đây là một trong số những con giáp hiếu thảo với cha mẹ nhất quả đất. Thứ hai, tuổi Hợi. Những người cầm tinh con lợn thường được cha mẹ mình yêu thương hết mực. Lý do là bởi vì họ luôn yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ. Tuy rằng cũng có thời gian bướng bỉnh, chống đối cha mẹ, nhưng càng trưởng thành, tuổi Hợi càng hiểu chuyện hơn, biết quan tâm lo lắng cho những người thân của mình. Dựa vào tính cách của người tuổi Hợi, đương nhiên không có chuyện cha mẹ nói gì, tuổi Hợi cũng nghe theo. Nhưng không vì thế mà tuổi Hợi làm mất lòng cha mẹ, họ luôn tìm cách để giải quyết tốt nhất cho mọi người. Khi xảy ra mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, tuổi Hợi sẽ tận lực hóa giải xung đột, đồng quan tâm chú ý nhiều hơn đến cha mẹ mình, khiến cha mẹ họ có được cảm giác vui vẻ và tự hào. Cũng vì thế mà tuổi Hợi thường có mối quan hệ rất tốt với cha mẹ mình, gia đình nhờ vậy cũng yên ấm, thuận hòa. Tuổi Sửu. Từ trước tới nay, những người cầm tinh con trâu vẫn luôn nổi tiếng là những người cực kỳ hiếu thuận. Trời sinh tính tình thiện lương, lại rộng rãi, lành hiền, khoan dung. Tuổi Sửu luôn hiểu biết tốt, kính yêu cha mẹ một lòng không đổi. Bên cạnh đó, những người tuổi Sửu phần lớn đều độc lập từ rất sớm, chăm chỉ làm ăn, tích lũy của cải. Một khi họ có khả năng, họ sẵn sàng giúp đỡ gia đình, cha mẹ, mong muốn cuộc sống của cha mẹ sẽ tốt đẹp hơn, sung sướng hơn. Mặc dù không phải tất cả những người tuổi Sửu đều có thể chăm sóc thỏa đáng cho cha mẹ mình ở tất cả mọi mặt, thế nhưng họ luôn thực sự cố gắng để làm mọi thứ. Họ có thể rất ít nói ra, thế nhưng chỉ cần cẩn thận chú ý có thể phát hiện tuổi Sửu luôn lo lắng, luôn để ý đến cha mẹ, rất chu đáo. Cũng bởi vậy, có những giai đoạn người tuổi Sửu có áp lực rất lớn bởi trách nhiệm ngày một nhiều của mình. Có khi vì đặt chữ hiếu quá cao mà làm phận lòng không ít người. May mắn thay, tuổi Sửu vẫn luôn là người rộng rãi, hào phóng, đối với người khác đều là thật lòng, chân thành. Vì vậy, khi gặp khó khăn cũng nhận được sự đồng cảm và giúp đỡ. Tuổi Tuất, chân thành, thủy chung, trọng tình cảm và có tinh thần trách nhiệm cao là những gì dễ nhận thấy ở những người tuổi Tuất. Dù khi còn nhỏ hay đã trưởng thành, ra ngoài xã hội đều bướng bỉnh, ngỗ nghịch ra sao. Nhưng về nhà, cha mẹ nói gì thì họ nghe lời răm rắp, cấm có cãi lý bao giờ. Có điều, vì người tuổi Tuất không thích bộc lộ cảm xúc,
có tâm sự gì cũng chôn chặt trong lòng, nên bề ngoài nhìn có vẻ khá độc lập và lạnh lùng. Tuy nhiên, càng tiếp xúc, bạn càng khám phá ra thế giới nội tâm phong phú và ảo diệu của họ, từ đó càng thêm yêu mến và nể phục họ hơn. Tuổi Mão, trời sinh tuổi Mão là những người sống tình cảm, biết quan tâm và chăm sóc cho người khác, đặc biệt là bố mẹ cùng các thành viên trong gia đình. Nếu nói về con giáp hiếu thảo nhất, chắc không ai qua được những người tuổi Mão. Từ bé, con giáp này đã là những đứa trẻ thông minh, luôn nghĩ cho cảm xúc của bố mẹ, không bao giờ để bố mẹ phải lo lắng về mình. Trong tử vi 12 con giáp, bố mẹ sinh được con tuổi Mão cũng được xem là có phúc ba đời. Nhờ sự thấu hiểu và biết suy nghĩ mà tuổi Mão cũng được trời ban nhiều phúc lành. Cuộc sống của tuổi Mão tuy không quá giàu có, nhưng bên cạnh luôn có nhiều quý nhân phù trợ. Chẳng may gặp phải khó khăn gì cũng được giải quyết ổn thỏa. Tuổi Thân. Những người tuổi Thân có đầu óc vô cùng thông minh và sáng suốt, là người trọng tình và rất hiếu thảo. Dù có khó khăn vất vả ở ngoài đời như thế nào, nhưng khi về nhà vẫn nở một nụ cười khiến cha mẹ an lòng. Trời sinh những người tuổi Thân có tinh thần lạc quan, lúc nào cũng cười vì họ nghĩ rằng mọi thứ đều được sắp đặt. Có vấp ngã thì cứ đứng lên, có sai thì phải sửa, nên mọi chuyện không vui đều trôi qua rất nhẹ nhàng. Nhờ vậy mà những người tuổi Thân luôn được quý nhân phù trợ, thần linh cũng chiếu cố, nên những lúc gặp khó khăn ở họ cũng dễ dàng vượt qua, cả đời được nhận tài lộc. Cứ 10 người như thế thì đến 9 người có cuộc sống sung sướng, giàu có. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi phương Đông, tuổi của con giáp có thể gây ảnh hưởng lớn đến số mệnh của mỗi đứa trẻ. Có những cầu chiêu, cậu ấm vừa sinh ra đã được định sẵn cuộc sống giàu sang, phú quý, cả đời ấm êm. Không chỉ thế, những đứa con này còn mang đến nhiều tài lộc may mắn, giúp bố mẹ đổi đời, làm ăn phát lên như diều gặp gió. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu xem đó là những con giáp nào trong phần tiếp theo của chương trình. Em bé tuổi Hợi. Tuổi Hợi là con giáp vừa sinh ra đã có cát tinh chiếu mệnh. Người tuổi Hợi dù gặp hung cũng hóa cả, gặp nguy thành an. Vận số của người tuổi Hợi vô cùng tươi sáng. Không chỉ nhận được may mắn, con giáp này cũng dễ dàng trở thành quý nhân cho những người xung quanh. Nếu sinh con tuổi Hợi, đặc biệt là vào các ngày mùng 8, 18, 28 âm lịch, thì bố mẹ sẽ như đón phúc tinh về nhà. Sinh con tuổi Hợi không chỉ có bản mệnh thuận buồm xuôi gió, mà còn là thần tài của cả gia đình. Sinh con tuổi Hợi, bố mẹ sẽ được nhận lộc về sức khỏe, công danh, tài vận trong nhà cũng lên hương. Em bé tuổi Mão. Tuổi Mão mang cho mình tính cách ôn hòa, điềm tĩnh, gặp khá nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt đối mặt với khó khăn, thách thức, họ dễ dàng gặp hung hóa cát, giành thế chủ động. Hơn thế, ngay từ khi sinh ra, con giáp này mang tới không ít may mắn, nhiều phúc khí an lành cho cha mẹ. Trong suốt quá trình đứa trẻ cầm tinh con mèo trưởng thành, cha mẹ không phải lo lắng quá nhiều bởi chúng khá hiểu chuyện, không mấy khi làm người lớn phiền lòng. Sinh con tuổi Mão, các cặp vợ chồng hoàn toàn yên tâm cuộc sống khi vào chung và hậu vận, bởi được hưởng phúc lộc từ con cháu. Cuộc sống bình yên, gặp hung hiểm hóa cát lành, sức khỏe dồi dào. Em bé tuổi Ngọ. Bẩm sinh tuổi Ngọ là những người hào sảng, phóng khoáng. Con giáp này có sự cầu tiến, cầu toàn cao hơn các con giáp khác rất nhiều. Ngọ là đại biểu của sự lạc quan, tự do và luôn sống hết mình. Gia đình có con cái sinh năm Ngọ sẽ nhận được vận may mạnh mẽ về mọi mặt. Không chỉ sức khỏe dồi dào, tài lộc, vận trình thăng tiến cũng luôn nổi bật đáng kể. Sinh được em bé tuổi Ngọ, gia đình không dễ định hướng thì con giáp này có chủ kiến cao. Thế nhưng, con giáp này luôn đặt người thân lên trên hết. Tài lộc, phúc khí có được, Ngọ đều lan tỏa rộng rãi khắp những người xung quanh. Không chỉ bố được nhờ may mắn của con giáp này mà bạn bè, thân tín đều được hưởng chung vượng khí. Ngọ thành đạt sớm, nhưng em bé tuổi Ngọ còn sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm, hứa hẹn là nhân tài trong lĩnh vực nghệ thuật và đầu tư. Em bé tuổi Dậu. Tuổi Dậu cũng là một trong những con giáp mang lại may mắn cho cha mẹ. Cũng như những đứa trẻ cầm tinh con mèo, các bé tuổi Gà sở hữu trí thông minh lanh lợi và tài giỏi. Không những thế, bản mệnh của chúng chứa kim, tức là mang cho mình tiền tài hanh thông, phúc lộc vô số. Nếu kết hợp với bố mẹ mang mệnh thủy thì chắc chắn sẽ giúp cuộc sống của cha mẹ thịnh vượng và thúc đẩy tài lộc cho gia đình. Trường hợp bố mẹ là những người buôn bán hoặc làm ăn kinh doanh, bất kể lớn nhỏ,
thì những đứa con tuổi Dậu lại được ví như hổ chắp thêm cánh, giúp cho công việc của bố mẹ ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, nếu đứa con tuổi Dậu là con út, thì từ lúc sinh ra đến khi bố mẹ qua đời, thì cả gia đình cũng có của ăn của để và sống hạnh phúc. Em bé tuổi Tuất. Tuổi Tuất là con giáp vô cùng tình cảm. Con giáp này ngay từ khi sinh ra đã được nhận năng lượng yêu thương lớn. Như để bù đắp lại, tuổi Tuất cũng mang đến phúc khí cho đấng sinh thành. Sinh con tuổi Tuất, tài vận của cha mẹ tăng theo cấp số nhân, lộc sức khỏe, công danh đều vì thế mà song toàn. Con giáp này còn thu hút tiền tài, thần tài hộ mệnh của gia tộc. Cha mẹ sinh con tuổi Tuất, tình cảm càng đi lên, thăng hoa và gắn bó bền chặt. Bản thân những em bé sinh vào con giáp này khi lớn lên cũng đạt được nhiều thành tựu. Em bé tuổi Tuất sau này sẽ có cuộc sống giàu có, dư giả cả về vật chất và tinh thần. Em bé tuổi Thìn. Người mang mệnh rồng từ xưa tới nay luôn nhận được vượng khí dồi dào. Ngay từ khi lọt lòng, những người sinh năm Thìn đã hưởng các năng lượng tích cực, được nhiều sao tốt chiếu mệnh. Con giáp này thân phận cao quý, trời sinh ra để làm nghiệp lớn. Nếu rồng đầu thai trúng nhà ai, nhà đó sẽ được hưởng tài lộc viên mãn. Nhất là với cha mẹ thuộc bộ tam hợp Thân, Tý, Thìn, nữ sinh con mệnh rồng sẽ càng phất cao. Em bé tuổi Thìn không chỉ là quý nhân của cha mẹ mà khi trưởng thành còn có công danh rực rỡ. Bất kể làm nghề gì, người tuổi Thìn cũng đều thành công. Thậm chí, em bé sinh năm Rồng sẽ thực hiện được sự thông minh, tài năng vượt trội hơn hẳn. Cuộc sống sung túc, giàu sang là một điều dễ dàng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có thêm được nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.